Chào mọi người, hôm nay chúng tôi lại xin giới thiệu cho mọi người các loại thước cuộn của hãng Tonsen nha. Hàng này là hàng công nghiệp, có cái nút bấm tự động đó, tự động khóa đó, khóa khi kéo ra ha. Thì trước tiên tôi giới thiệu cái dòng này, dòng 3m, dòng này là dòng 3m của hãng Tonsen ha. Cái rãnh nó là 16 nha, bề ngang của cái thước là 16. Đây, này cái nút bấm nè, chúng ta bấm là chạy vô ha, rất là tiện ha. Với cái thứ hai nữa là cái thằng Tonsen nó sản xuất á, là những cái dòng này nó không có bị dẻo, rất là dẻo cho mọi người, rất là dẻo ha, không có cong nào sợ gãy ha, rất là dẻo và nó không có bị rỉ sét ha, nó làm rất là đẹp hay đó, nó làm những cái hàng công nghiệp nên mọi người cầm rất là êm tay. Những cái này là có lớp cao su nè, mọi người xem ở đây là có lớp cao su nè, này giá 50.000 nha, này là 3m, này là 3m có lớp cao su ha, lớp cao su đó, thì nút này nó bấm thôi ha, kéo rất là dài ha. Thì kế tiếp là dòng này á, cũng là này là 5m, là 5m rồi, bề ngang là 19, 5m á thì cái bề ngang là 19, cứng lắm nha, đẩy vô không vô nha, đẩy vô không vô nha. Đẩy vô nè, thấy chưa, đẩy vô mạnh lắm, tôi đẩy vô mạnh lắm mà nó không có vô rồi, nó này nó cứng lắm, nó cứng lắm, như bấm nhẹ thì vô thôi ha, cứng lắm nha mọi người, nó không phải là dạng rẻ, dạng như mấy thằng ông mà sản xuất ra rẻ tiền đâu, nó cứng lắm, hàng công nghiệp mà. Ha, nó sản xuất là hàng công nghiệp nên mọi người cứ yên tâm mà sử dụng ha, cái này mua về chứ sợ mất thôi ha. Những cái lớp này có cao su rớt thì chúng ta cũng không có sợ nó bể đâu, nó có cao su này, các con ốc này làm rất là đẹp, dùng cái độ thẩm mỹ nó rất là cao ha. Đó. Đó, mọi người xem ha, cái này là 5m, 5m nha, hàng công nghiệp 5m bản 19 ha. Bản này 19 thì số nè. Hôm qua này cũng là 5m nhưng bản tới 25 luôn mọi người ha. Đây bản 25. Bản 25 nó khác bản 19 ở chỗ là những cái số đó nha. Mình nhìn thấy không? Rất là to. Và những cái viền rất là đẹp. Thì tất cả này nó cũng hàng công nghiệp thì sản xuất với nhau hết thôi. Nó cũng bằng cao su, cầm rất là chắc đã tay. Bản to được cái người ta kéo ra rất là dài, nó không có bị rớt. Cái này tôi có thể kéo ra là tới hơn 2m đó nha mọi người, mà nó không bị rớt đó. Cái mọi người sẽ nằm ngang nha, nè thứ là nằm ngang nè, không phải nằm đứng đó. Mét tư ha, nó không bị cong đó. Đó mọi người xem ha, mét chín rồi nè, 2m nè, bây giờ 2m là không rớt, vẫn thẳng nè, 2m không rớt, 2m, 2m1 nè, mọi người xem ha, 2m1 kéo nè, 2m2 không rớt luôn nha, nghĩa là cái kéo dài tới 2m2 nó vẫn không bị gãy. Thì đó, không bị gãy, cần nó gãy bao nhiêu, 2m3 không gãy luôn ha, 2m4 à, 2m4 nó sẽ gãy rồi, chúng ta chỉ bấm vô thôi ha. Thì cái này có thể ta kéo ra tới 2m3 được ha mọi người ha. Đó thì cái này là thước 10m, này là tới 10m nha, này giá 115.000, bản vẫn 25 ha, nó vẫn tự động ha mọi người, đó vẫn vẫn tự động nha. Thì cái thước này có, cái này là 3m là giá 50.000 ha, cái này là 70.000, 70.000 là 5m là bản 25mm, còn bản cái giá này là 60.000 ha, cũng 5m luôn, bản 19, này là 115.000 ha, nó có là 10m bản 25 ha. Rồi mọi người có nhu cầu liên hệ với hãng số điện thoại trên màn hình nha. Rồi cảm ơn, xin chào.